mến chào các bạn. Bạn đến với kênh của Tài Vũ. Công nông bao bánh và chiếc máy múc bánh xích đang múc đất lên xe công nông. Mời các bạn cùng đón xem và theo dõi hành trình của chiếc công nông bao bánh đi đổ đất và bãi tập kết. Mời các bạn cùng xem và theo dõi hành trình của chiếc xe công nông bao bánh.
đi ở trong ngõ, bắt đầu hành trình đi đi ra ngoài đường. Chiếc xe phóng rất nhanh, đi vun vút. Bây giờ đã đến bãi tập kết để bắt đầu chút pen. Chiếc xe đi lùi mà trong nền đất là đang bị rất là thụt, nhưng mà máy rất khỏe. Đây là cái bãi để đổ đất để tập kết. Mời các bạn cùng đón xem. Xin cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy cho mình một cái đăng ký và cái bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn nhiều.